Vâng, xin mời anh tiến lên một chút ạ. Vâng. Tôi hãy xin trên những người chơi của ta gắn lên con số 7, 1 đến 6 ạ. Và trò chơi mang tên là 3 số bên nhau. Nhiệm vụ của các đồ chơi là sẽ phải cho 3 con số chạm vào nhau khi nào phải chọn là con số nào. Thì anh chị phải cho 3 con số chạm vào nhau và trong vòng 10 giây. Được ạ, em đọc số 1. Anh chị phải cho 3 con số